của Việt Nam đã bị rải, trong đó thì những cái vùng mà bị rải trầm trọng nhất là những cái vùng biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia và những cái vùng rừng núi ở ven biển, với mục đích là để cho những cái lá cây nó sẽ rụng và phía Mỹ sẽ tìm kiếm được cái đối phương để mà tiêu diệt. Nhưng đối với con người, khi cái chất độc này nó bị nhiễm vào con người rồi thì nó không thể ra được, mà nó sẽ hủy hoại cơ thể. Và những người mà bị nhiễm trực tiếp thì họ có thể bị những cái bệnh nan y rất là nặng nề như ung thư, tiểu đường và những cái bệnh lý ảnh hưởng tới thần kinh như là thoái hóa tế bào não và gây ra tình trạng là họ sẽ bị teo cơ. Và cái việc mà sinh ra quái thai này là do sự thay đổi gen. Và cái sự thay đổi gen này nó có thể thay đổi và truyền qua nhiều thế hệ. Làm được như bệnh tật đạt hết người là nó chưng hết, nó chưng hết trên tay đen xì, những cái được như ta nó khó, không biết là ở chỗ nào, không biết ở chỗ nào, thì thấy nó rải thảm, mình ăn của nguồn nước rồi là ở trong rừng rú. Ở trung tâm này thì đang nuôi dưỡng 60 cháu, thì đa phần khoảng 85% là các cháu không có bố mẹ nhìn nhận, bỏ cái cháu ở đây rồi họ không trở lại nữa. Sau khi chấm dứt chiến tranh rồi thì những người phụ nữ, những người đàn ông người ta mới kết hôn với nhau và họ bắt đầu sinh con. Khi sinh ra những đứa con bị quái thai thì người ta càng hiểu rõ hơn.